Cách đây hơn 200 năm, người dân một ngôi làng nghèo khó ở Anh đã trải qua cảnh xung quanh tôi toàn là bia. Hơn 1 triệu lít bia đổ ầm ra đường, gây ra trận sóng thần bia cao ít nhất 15 mét, làm sụp đổ nhiều công trình theo kiểu vô cùng hy hữu. Và đó cũng chỉ là một trong hàng loạt thảm họa thực phẩm kỳ lạ nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sử. Hãy tưởng tượng, một ngày đang ngồi trong nhà, nước ở đâu nổi lên láng xung quanh. Quá lạ, nó không phải nước từ sông suối, kênh rạch, trời cũng chẳng đổ mưa. Kỳ quặc hơn, mùi bia cùng nồng nặc. Ôi, xung quanh toàn là bia. Những người hay chiêu với một cốc bia mát lạnh hằn huyền tâm sự, hẳn đến đây sẽ tỏ vẻ thích thú đây. Nhưng không, những chuyện bất thường thường sẽ có cái kết vô cùng bất ổn. Và câu chuyện trận đại hồng thủy bia ở Anh là điển hình. Vào ngày 17 tháng 10 năm 1814, một vụ tai nạn công nghiệp kỳ lạ đã xảy ra ở St. Giles, London. Một thùng ủ bia đen cao ngang ngửa tòa nhà 3 tầng trong một nhà máy bia bất ngờ phát nổ, gây ra cơn sóng thần. Sau đó là lũ bia khiến người ta chến choáng hơi men. Các con phố xung quanh đường Tottenham Court đầy bia. Vụ việc xảy ra ở nhà máy bia có tên là Hartshrew của công ty Mayors and Company, sản xuất hơn 100.000 thùng bia đen mỗi năm. Cơ sở này nằm ở góc đường Great Gresham Street và Tottenham Court Road, giữa các chung cư tại khu ổ chuột ở St. Giles Brookery. Dừng lại một chút ở đây, mô tả một chút về khu ổ chuột này. Đây là nơi sinh sống của nhiều người lao động nghèo khổ và trong điều kiện an ninh tồi tệ cũng như là lắm tệ nạn. Nơi đây nổi tiếng là khu cung cấp nhiều nhân công khuân vác. Tâm điểm sự cố khủng khiếp này là thùng ủ bia bằng gỗ cao hơn 6,5 mét trong khuôn viên nhà máy với sức chứa rất lớn. Các thùng được siết chặt bằng những chiếc đai sắt đô sộ nặng tới 318.000 kg. Có thể nói trước bão giông trời thường bình yên. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều vào ngày 17 tháng 10 năm 1814, Jack Crick, một nhân viên kho hàng, đã đi kiểm tra chiếc thùng và nhận thấy rằng một trong số những đai sắt đã rơi khỏi thùng. Tuy nhiên, theo Crick, việc này xảy ra 2 hoặc 3 lần mỗi năm, vì vậy ông không cho đó là dấu hiệu bất thường và cũng không quá lo lắng vì điều đó. Không chỉ Crick, mặc dù bể đã đầy và áp lực từ lượng bia lên men bên trong thùng tăng cao, ông chủ của Crick cũng nói rằng việc đai sắt rơi khỏi thùng ủ bia là điều không đáng lo ngại. Ông ấy còn hướng dẫn Crick viết thư thuê nhân viên từ nhà máy bia khác đến sửa đai sắt vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, chỉ một tiếng sau đó, Crick nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong thùng ủ. Sau đó, chiếc thùng khổng lồ vỡ tung thành nhiều mảnh, bia nóng lên men tràn ra ngoài. Bức tường phía sau thùng ủ đổ sập. Tiếp sau đó là hàng loạt vụ nổ dây chuyền khiến một thùng ủ bên cạnh gãy đôi, nhiều thùng khác cũng vỡ theo. Khoảng hơn 1 triệu 400 lít bia đổ ra khu vực, tạo ra trận lũ bia hy hữu trong lịch sử. Dòng bia chảy vào những tuyến đường hẹp và cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Lũ bia tràn đến phố George Street và New Street chỉ trong vài phút. Ở đây, điều đáng nói là khu vực này không có hệ thống thoát nước, nên lũ bia mặc sức càng quét. Bia ngập tầng hầm các chung cư. Do dòng chảy mạnh, nó còn làm đổ sập nhiều bức tường. Cư dân khu ổ chuột phải cố gắng tìm chỗ cao để khỏi bị chết đuối hoặc bị cuốn trôi. Đã có 8 người lớn và 1 trẻ em thiệt mạng do đợt lũ bất thường. Cho đến nay, như quý vị thấy, vẫn là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trong số các nạn nhân, có một phụ nữ tên là Mary Penfield và cô con gái 4 tuổi tên là Hannah. Hai người đang thưởng thức trà chiều thì đại hồng thủy bia ập đến khiến cả hai thiệt mạng. Một trường hợp khác, một người mẹ người Ireland tổ chức đám tang cho con trai 2 tuổi. Sóng thần bia xuất hiện lạnh lùng và đoạt mạng cả người mẹ và 4 người đưa tang.
Trong khi đó, tất cả người trong nhà máy bia đều sống sót. Một vài người bị thương nặng, có 3 công nhân được cứu khỏi dòng lũ bia cao đến thắt lưng và một người khác được kéo khỏi đống đổ nát. Điều đáng nói là, dù rất nguy hiểm như vậy, vẫn có một số báo cáo cho thấy không thể nhắm mắt làm ngơ trước lượng bia khổng lồ miễn phí. Hàng trăm người đã uống thứ chất lỏng đó. Có những báo cáo về trường hợp tử vong thứ 9 do ngộ độc bia rượu. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin gây tranh cãi. Còn có báo cáo, sau thảm họa lạ lùng, hàng trăm du khách tìm đến để chứng kiến khung cảnh tang hoang rùng rợn. Những người canh gác còn tranh thủ thu phí 1 hoặc 2 xu cho mỗi khách hiếu kỳ muốn xem tàn tích của những chiếc thùng ủ bia khổng lồ. Một dòng người London còn bày tỏ nỗi tiếc thương và quyên góp tiền hỗ trợ đám tang cho các nạn nhân. Còn về phía nhà máy bia, họ bị kiện nhưng sau cùng không phải chịu trách nhiệm cho vụ việc vì tòa phán quyết đây không phải là lỗi con người. Đơn vị này cũng không phải bồi thường cho nạn nhân mà còn nhận được 23.000 bảng Anh, tương đương 1,25 triệu bảng Anh hiện nay từ nhà nước để bù đắp thiệt hại. Nhà máy còn được Quốc hội Anh miễn trừ cùng với khoản bồi thường bổ sung 7.250 bảng Anh, tương đương 400.000 bảng Anh ngày nay cho lượng bia bị đổ ra ngoài. Điều đó cũng giúp họ thoát cảnh phá sản. Sự kiện trên cũng là yếu tố thúc đẩy các nhà sản xuất bia dần dần đổ thùng ủ bia bằng thùng lót bê tông và kim loại. Mặc dù nhà máy bia Horseshoe đã sớm hoạt động trở lại, nhưng mùi bia được cho là vẫn còn vương lại trong nhiều tháng sau đó. Đến năm 1921, nhà máy bia cuối cùng đã đóng cửa và bị phá bỏ vào năm 1922. Những sự kiện khủng khiếp diễn ra ở St. Giles hơn 200 năm trước phần lớn đã bị lãng quên. Chỉ có một quán rượu địa phương, The Horseboy Wicket, đã đánh dấu sự kiện này bằng cách pha chế một loại rượu đặc biệt. Và như tôi đã nói lúc đầu, đó chỉ là một trong nhiều thảm họa liên quan đến thực phẩm và nước uống, phải nói là ở mức siêu thực. Đây đây, chứng minh ngay cho quý vị thấy nhé, còn nhiều vụ việc khác. Đơn cử, từ Anh chúng ta chuyển đến Mỹ một xíu nhé. Cách đây hơn 100 năm, chính xác là vào ngày 15 tháng 1 năm 1919, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra ở thành phố Boston. Có khoảng 8,7 triệu lít mật rỉ đường bị tràn và tạo thành sóng mật đường khổng lồ ngập đường phố. Sóng cao gần 8 mét, rộng 50 mét và di chuyển với vận tốc 56 km/h. Thảm họa khiến 21 người thiệt mạng và 150 người bị thương và để lại khung cảnh tang hoang chẳng kém gì sau trận cuồng phong hay lũ dữ. Điều đáng nói là người dân địa phương khẳng định chắc nịch rằng họ có thể ngửi thấy mùi mật đường vào những ngày ấm áp trong nhiều thập kỷ tới nữa. Vụ ngộ độc kinh hoàng ở Pháp. Nói đến những thảm họa liên quan đến thực phẩm, không thể không nhắc đến những vụ ngộ độc chấn động. Tiếp theo sau sẽ là hai sự vụ lưu sử sách. Vào năm 1951, nhiều cư dân tại thị trấn Pont-Saint-Esprit, một vùng đất bình dị của nước Pháp, bất ngờ phát điên sau vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Họ đã bị ảo giác kinh hoàng. Có 5 người thiệt mạng, 300 người mắc bệnh. Suốt một thời gian dài, người ta tin rằng các nạn nhân đã ăn phải bột lúa mạch đen bị nhiễm nấm. Ngộ độc do ngũ cốc chứa chất tổn thương não. Một vụ ngộ độc khác cũng kinh hoàng không kém đã xảy ra ở Iraq vào năm 1971. Ngũ cốc được vận chuyển từ Mexico và Mỹ đến Iraq. Chúng được phủ một loại thuốc diệt nấm có tên là Methylmercury. Loại thuốc này gây tổn thương não và tủy sống nếu ăn phải. Đáng nói là loại ngũ cốc này chỉ được dùng làm hạt giống chứ không thể ăn. Do đó, chúng đã được nhuộm hồng. Các túi đựng cũng được dán cảnh báo bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Nhưng điều đáng nói ở đây là không có tiếng Ả Rập. Một số người kể rằng nhiều người Iraq do đói nên đã liều mình rửa sạch thuốc nhuộm. Họ nghĩ rằng một khi thuốc nhuộm màu hồng biến mất, chất độc cũng sẽ như vậy. Cũng có người nói rằng các túi ngũ cốc đã bị đánh cắp và rửa thuốc nhuộm, sau đó bị đem bán cho những người Iraq cả tin. Và dù bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng đã có tổng cộng
đến 6.500 người phải nhập viện và 459 người thiệt mạng do ăn hạt ngũ cốc. Bên cạnh những sự vụ ngộ độc, còn có hàng loạt vụ cháy liên quan đến thực phẩm và thức uống. Vào năm 1954, sét đánh vào nhà máy của American Distilling Company ngay bên ngoài Peking, phá hủy hơn 40.000 thùng rượu whisky, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ chỉ có thể bất lực nhìn ngọn lửa kinh hoàng lan rộng. Tạp chí Time sau đó đã viết rằng ngọn lửa dữ dội đến mức một đống than cách đó 100 thước cũng bắt đầu cháy âm ỉ. Vào năm 1960, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng khác xảy ra. Ngọn lửa đó đã bùng phát ở một nhà kho tại Glasgow, thành phố lớn nhất của Anh, nơi chứa hơn 3,7 triệu lít rượu whisky và rum. Cồn đã bắt lửa, khiến ngọn lửa bùng cháy ngoài tầm kiểm soát và nuốt chửng các tòa nhà gần đó, bao gồm một nhà kho thuốc lá và một nhà máy sản xuất kem. Có 19 trong số 450 lính cứu hỏa đã thiệt mạng. Phải mất một tuần, ngọn lửa mới được dập tắt. Và đó là những thảm họa tưởng chừng siêu thực liên quan đến thực phẩm và nước uống, khiến con người vừa băng hoang, vừa bỡ ngỡ. Ai có mà ngờ một ngày là bị quay cuồng vì lũ bia, hay là sống mật đường đâu chứ?